Thưa thầy, con nghe nói cuộc sống đều được định hướng bởi hai nghiệp là thiện nghiệp và ác nghiệp chi phối mọi thứ xung quanh ta. Thiện chỗ thì vui, ác chỗ thì khổ. Nhưng mà con lại thấy trong thiện nghiệp luôn tồn tại những mầm mống của sự xấu ác. Ví dụ như thuận cảnh quá thì hay dễ sanh thói xấu. Và cũng như vậy, con cũng thấy ở trong các ác nghiệp đều luôn có những mầm mống của thiện nghiệp. Vậy thì phải làm như thế nào để mình luôn cân bằng giữa hai khái niệm này và luôn bình tâm trước những gì mà chúng chi phối để bản thân phát triển theo chiều hướng tốt đẹp? Mong thầy giải đáp thắc mắc của con. Cái vấn đề là người hỏi chưa có nắm được cái gì là nghiệp và quả của nghiệp, cái gì là nhân và cái gì là quả. Cái chuyện mà mình chịu những cái hoàn cảnh tốt hoặc những cái hoàn cảnh xấu, đó là quả của nghiệp. Và dựa trên quả của nghiệp đó, nó sẽ là duyên cho các phản ứng của mình. Mà ở trong A Tỳ Đàm gọi nó là quả duyên, tức là cái quả của nghiệp đó nó là duyên để cho mình phản ứng như thế nào. Mình phản ứng bằng cách làm thiện hay mình phản ứng bằng cách làm ác, thì khi đó đó nó sẽ thành nhân cho nghiệp mới. Cho nên là mình không có cần phải trốn tránh cái quả mà khi nó trổ, bởi vì nó tránh tránh kiểu gì? Thí dụ như bây giờ tôi nghèo, bây giờ thì tránh là tránh kiểu gì? Mà tôi chỉ có thể là dựa trên cái quả đó, nó sẽ là duyên để cho tôi quyết định như thế nào. Tương ứng như trong bài Kinh Tăng Chi chương 4 pháp là có những chúng sanh từ tối đi vào tối, như là những người á nghèo khổ chịu những cái quả xấu và họ lấy đó làm duyên để cho họ tiếp tục sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Rồi hạng người thứ hai á là từ tối đi vào sáng, như là có người á cũng sanh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn khổ sở, nhưng nó lại là duyên để họ nỗ lực không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, bố thí rồi hành thiền, vân vân. Thì đó là những người từ tối đi vào sáng. Rồi những người từ sáng đi vào tối, như là những người đó hưởng được những quả lành, như là giàu sang, có sắc đẹp, có sức khỏe, nhưng họ lại lấy đó làm duyên để họ làm các điều ác bất thiện, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Rồi những người mà từ sáng đi vào sáng, tức là những người đó họ hưởng cái quả lành như là giàu sang, xinh đẹp, có sức khỏe, họ lại dùng đó làm duyên để họ tạo thêm nhiều các cái thiện pháp như là bố thí, giữ giới, hành thiền, vân vân. Cho nên cái vấn đề là chúng ta cần phải nắm rõ đâu là nghiệp và quả của nghiệp, và chúng ta sẽ lấy đó làm duyên cho các phản ứng như thế nào. Nhớ bốn cái pháp mà sư vừa mới nói ha. Xin mời đại đức Tuệ Tường. Dạ kính thưa đại đức, kính thưa quý vị. Về Về cái ý cái chính, toàn tổng ý chính thì Đức Hành Tuệ đã trả lời rồi, sư cũng hoàn toàn đồng ý, rất là chính xác thưa quý vị. Ở đây là sư chỉ trả lời cái vế phía sau thôi, là ở đây là cái vế phía sau là như thế nào, là ở đây là nghĩa là sư sẽ không, sư chỉ trả lời riêng cái phía sau thôi nha, còn những cái giống như là cái phía trước này nè, Đức Hành Tuệ đã trả lời chính xác rồi, nên là cái vế sau này sư trả lời lĩnh vực khác hoàn toàn đó, nó không có liên quan đến với phía trước. Bởi vì sao? Bởi vì á, cái vị này hỏi là gì? Vậy thì phải làm thế nào mà để mà luôn luôn bình tâm trước những gì mà chúng chi phối bản thân để phát triển theo chiều hướng tốt đẹp? Thưa quý vị, để mà phát triển theo chiều hướng gọi là tốt đẹp á,
về đời sống hiện tại của mình á, thì quan trọng nhất á, quý vị phải sống theo đúng tinh thần là Phật dạy, đúng không? Ở trong Tam Tạng Kinh điển Pali. Đó là nó bị lý thuyết. Còn nó về thực, cái mảng mà thực hành ở đây là gọi là ứng dụng á, Phật pháp ứng dụng á, thực tế. Thì sắp tới đây Đức Hành Tuệ á có tổ chức khóa thiền, thiền tứ niệm xứ thưa vị, hay gọi thiền Vipassana. Tại sao sư lại nhấn mạnh vấn đề này? Tại vì qua câu hỏi quý vị á, quý vị vẫn còn có cái chưa có cảm giác là việc còn mơ hồ về cái những cái quả quả thiện hay là quả quả thiện hay là quả bất thiện đó, những vấn đề mà khổ đau hay trong cuộc sống đó. Chỉ khi quý vị sống đời sống mà chánh niệm tỉnh giác ở trong bài kinh niệm xứ mà Đức Thế Tôn có thuyết giảng, thì quý vị sống với đời sống chánh niệm tỉnh giác đó, thì như tham gia có thiện, thì quý vị hiểu được rằng ở trong tinh thần chánh niệm tỉnh giác đó, là khi quý vị ngồi có những cái an lạc mà tạm gọi chúng ta gọi là những cái đề mục gọi là thuận lợi, hay là chúng ta ngồi bị đau nhức rồi nóng bức không rồi ngứa ngáy các kiểu, thì chúng ta với cái thái độ mà mình hiểu đúng về phương pháp thực hành tứ niệm xứ, thì khi đó đó là mình sẽ hiểu được đó, là không, trong thiền tứ niệm xứ thì không có đề mục nào gọi là thuận lợi, không có đề mục nào bất lợi, mà mọi thứ thuận lợi hay bất lợi nó đều phải bị chi phối bởi cái quy luật vô thường, khổ não, vô ngã. Thì khi mà mình hiểu được, mình thành giả mình hiểu được những cái điều này nè, nó diễn ra thân tâm mình nè, rồi xong á mình trở về đời sống hàng ngày, mình áp dụng, mình gặp những cái cảnh mà thuận duyên mình đó, thì mình cũng không có sự ham ưa thích, mình bám níu, mình dính mắc vô. Và quý vị hiểu không, cái đó là rất là quan trọng. Và mình gặp những cái điều bất hạnh đó, đến với mình đó, đúng không, mình cái thì cái sự đau khổ đó nó cũng sẽ không có chi phối mình nhiều, mà mình nhìn với cái cảnh mà đau khổ hạnh phúc đó, thì nó đều phải bị chi phối qua giác quan á, thì nó đều phải bị chi phối bởi vô thường, khổ não, vô ngã. Tức là sao, thay đổi, cái sự thay đổi này không có ai điều khiển được, không có một cái tôi ta ở đây đó, thì cái đó là cái giải pháp gọi là giải pháp hiệu quả nhất đó. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.